mến chào quý vị khán giả và các em trong chương trình Ước mơ của em. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Sanio Aqua. Và ngày hôm nay thì rất là gấp bởi vì có một câu hỏi, một ước mơ rất dễ thương mà chị Mai Phương nghĩ là cần hiệp sĩ của chúng ta phải hỗ trợ liền đây. Alo, xin chào hiệp sĩ. Xin chào Mai Phương. Trước tiên thì hiệp sĩ hãy cho Mai Phương hỏi là hồi lúc mà còn đi học á, hiệp sĩ có bao giờ tự tranh cử cho mình là lớp trưởng không? Tự tranh cử hả? Hình như là hiệp sĩ chưa có tự tranh cử bao giờ, mà hiệp sĩ đã được các bạn và các thầy cô tin tưởng giao cho chức vụ lớp trưởng. Chà, như vậy thì hay quá rồi. Vậy thì bây giờ hiệp sĩ hãy hỗ trợ cho người bạn nhỏ kỳ này của chúng ta nha. Bạn ấy tên là Nguyễn Phương Anh, ở tại địa chỉ số 32, xuyệt 12, Trần Não, phường Bình An, quận 2. Bởi vì bạn ấy ước mơ là trở thành lớp trưởng trong một ngày. Chuyện nhỏ vậy thì hiệp sĩ sẽ lên đường ngay. Hiệp sĩ sẽ truyền hết những kinh nghiệm của hiệp sĩ cho bạn đó. Vậy nha. Hiện nay thì hiệp sĩ Thiên Vương đang đi đến trường Đuốc Sống, nơi mà bạn Phương Anh học lớp 5 năm đang học. Và chúng ta hãy vào trong để tìm hiểu ước mơ của bé nhé. Dạ con chưa bao giờ làm lớp trưởng bây giờ nên con thử làm một lần có được. Chú xin giới thiệu là chú là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Chú đã nhận được một lá thư của con, một cái ước mơ rất là hay. Nhưng mà chú không hiểu tại sao con lại có một cái ước mơ như vậy. Dạ con chưa bao giờ làm lớp trưởng bây giờ nên con thử làm một lần có được. Con đã mong muốn làm lớp trưởng bao lâu rồi nào? Dạ là năm ngoái, năm ngoái thôi. Muốn từ năm ngoái tới bây giờ luôn rồi hả? Ở trong lớp ai làm lớp trưởng nào? Dạ bạn Vũ Khánh. So con với bạn Khánh thì con nghĩ là con có hơn bạn Khánh phần nào nữa không? Dạ con giữ hơn. Giữ hơn bạn Khánh. Về học tập con có hơn bạn Khánh không? Trong lớp thì con bình thường thôi. À, tại sao lại con không được làm lớp trưởng mà tại sao bạn Khánh lại làm lớp trưởng? Con có nghĩ là con có cái chút gì đó? Dạ con nhỏ con. Con nhỏ con? Dạ hơi mất tự tin. À con hơi mất tự tin. Thế bây giờ theo con thì mình làm cách nào để mình tạo được sự tự tin cho mình nào? Dạ ví dụ như là đứng trước lớp thì mình đừng có sợ run. À đứng trước lớp mình không sợ, mình run không run nữa đúng không? Thế thì trước giờ con đã đứng trước lớp bao giờ chưa? Dạ đứng mấy lần. Đứng mấy lần rồi, lúc đó cảm giác con như thế nào? Con xấu hổ. À, xấu hổ á? Chà, nếu mà làm lớp trưởng thì mình sẽ cần những gì? Dạ nói to, học dở, dữ. Thế thì con có đủ ba yếu tố đó hay không? Ừ. Thế thì tại sao mà tới giờ này con chưa được làm lớp trưởng? Con cũng không biết nữa. Cái đó là do cô con chọn thôi. Nhưng mà muốn làm lớp trưởng tất nhiên là mình sẽ xin phép cô giáo chủ nhiệm. Dạ. Để mà con thấy như con phải trình bày ước mơ của con là như thế nào. Thì bây giờ chú muốn con bây giờ tập ngay từ bây giờ. Dạ con tên là Phương Anh. Ước mơ của con là làm lớp trưởng. Con mong cô cho con làm lớp trưởng trong vòng một ngày. Thôi chắc đó. Chứ hay là con đủ tự tin hơn một chút rồi đó. Nha, nhớ nha. Dạ. Xin chào cô. Từ nãy giờ con đi đâu, cô thấy chỗ con bỏ trống rồi, con không biết con rồi. Con muốn làm lớp trưởng cho một ngày nên xin cô cho phép. Bạn nè, có ai nghe bạn này nói gì không? Mình có mơ được làm lớp trưởng cho vào một ngày nên mong tất cả các mọi người trong lớp ủng hộ cho mình. Rồi. Bây giờ chú hẹn con sau giờ học nha. Bây giờ con học tiếp nha. Được hôm nào? Nha. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn cô giáo rất nhiều ạ. Lớp trưởng là không cà giỡn, nghiêm túc. Nói chuyện là phải kêu tên, không có chừa ai hết, không có nhận hối lộ luôn. Dạ, ta cũng hỏi bạn Khánh có nhà không ạ? Dạ, thương bạn Khánh ạ. Rồi, hôm nay bạn Phương Anh muốn gặp con để mà muốn hỏi thêm những cái kinh nghiệm để mà trở thành một lớp trưởng như thế nào. Bình thường không dữ lắm sao không chị? Đầu tiên là phải kêu lớp phó lên với mình để mà trợ giúp với nhau
trên lớp. Mấy bạn nói thì mình không nói, mấy bạn im thì mình mới nói. Các bạn bu vô thì phải lập tức giải tán ra. Lên phát tập á là phải đi từ từ. Không có lát từ từ được không? Lớp trưởng là không cà giỡn, nghiêm túc. Phải biết giữ trật tự trong lớp. Đứng trước lớp là không có được run rẩy. Nói chuyện là phải kêu tên, không có chừa ai hết, không có nhận hối lộ luôn. Mời các bạn đứng. Đó, rất là dõng dạc. Nó là to, một câu to đi là to. Nói liền, không có mà chần chừ nói liền. Mời các bạn đứng. Còn hơi nhút nhút nhán, đó chưa có can đảm. Mời các bạn đứng. Năm hàng dòng nhìn trước, cả lớp sau hàng. Chú mong con là ngày mai sẽ làm tốt con cương vị của một lớp trưởng. Tất nhiên là ước mơ của con phải làm sao để mà mình thành công ước mơ của mình. Thấy là từ sáng giờ thì bạn Phương Anh làm lớp trưởng có được tốt không? Hay là theo nhận xét con thấy như thế nào? Theo con thì là bạn rất vẫn chưa có duy trì được sự trật tự trong lớp. Vậy hả? Là nước Ý. Qua nước bà Minh Anh lấy bông bê. Đừng! Đi dục cái chai nước đó ngay! Nè! Về đây! Nãy giờ có những diễn biến gì xảy ra trong lớp? Dạ không. Không có gì xảy ra. Bây giờ bạn lớp trưởng hãy nhìn lên bảng. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm điểm tình hình học tập lớp theo những bước cô đã đề nghị. Im lặng. Học sinh. Bà chưa có giữ được trật tự trong lớp. Bà đề ý mà hỏi đúng nào. Cả lớp im lặng. Gọi tên. Em lặng chưa? Chưa bước lên đây đứng. Minh Huy lên đây đứng. Phương Anh. Cô giáo kế bên đã phàn nàn con làm lớp ồn với nỗi bên kia không học được luôn. Con thấy chưa? Bạn Phương Anh có một ước mơ đó là làm lớp trưởng một ngày. Thì các bạn thấy như thế nào? Thế thì bây giờ mỗi bạn lấy ra một tờ giấy nhỏ thôi. Tụi con không cần ghi tên, chỉ cần ghi là được hay không được thôi nha. Rồi 5 phút nữa chú quay lại, được không nào? Bây giờ con có muốn là chẳng hạn tuần tới nữa bạn Phương Anh làm lớp trưởng nữa hay không? Nếu có hay không? Có. Không có muốn lắm. Dạ đồng ý. Thì bạn nghiêm túc với lại bạn thân ái phát biểu chú. Bây giờ con thấy là bạn Khánh làm lớp trưởng và so với con làm lớp trưởng thì con thấy như thế nào? Con đánh giá như thế nào nè? Dạ con. Bạn Khánh làm tốt hơn con. Qua cuộc trò chuyện giữa hiệp sĩ Thiên Vương và bạn Phương Anh thì bây giờ chúng ta đã có câu trả lời rồi nhé. Bây giờ thì chú và bạn Khánh, bạn Phương Anh sẽ kiểm số phiếu của các con.
phiếu xong rồi. Và chỉ có 11 phiếu là không chịu bạn Phương Anh làm tuần sau, là lớp trưởng tuần sau nữa. Phương Anh, nếu mà giờ làm một tháng thì con có làm hay không? Dạ, nếu mà làm lớp trưởng trong một tháng thì khó chưa? Khó lắm hả? Dạ, bởi vì Hữu Khánh làm tốt chức vụ hơn nên con xin trả lại chức lớp trưởng cho Hữu Khánh. Còn bây giờ thì hiệp sĩ Thiên Vương và cả lớp 5 năm, bạn Phương Anh xin gửi lời chào tạm biệt. Tuy rằng là lần này thì Phương Anh chưa hoàn thành xuất sắc ước mơ của mình, nhưng chị tin rằng qua cuộc hành trình ngày hôm nay thì chắc là Phương Anh cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, xem rằng là mình còn dở chỗ nào nè, mình hay ở chỗ nào để phát huy nè. Và chúc rằng là nếu kỳ sau tranh cử thì Phương Anh sẽ đạt được ước mơ của mình là trở thành lớp trưởng nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 19:30 thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và cảm ơn nhãn hàng Sanio Aqua đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.